Ngày mai là ngày thứ hai, tức là ngày 27 tháng 5 dương lịch. Các bạn sẽ bước qua một tuần mới nữa rồi. Trong tuần này làm giàu hay gặp sự cản trở thì thơ xin gieo duyên 5 điềm báo tử vi tuần mới. Thơ muốn dành riêng cho tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi, tuổi Thân, tuổi Dậu và tuổi Tuất. Thứ nhất, trong tuần mới này có thần tài trợ mệnh, làm ăn khấm khá, mai túi ba gan mà đựng tiền, rất hanh thông thuận lợi. Thứ hai, trong tuần này trực giác bất an, rất khó chịu, dễ gặp sự cãi vã tranh chấp trong tình cảm, gặp tiểu tam. Thứ ba, trong tuần này tình cờ gặp lại người xưa, đền ơn cho các bạn bằng một công việc mới hoặc giúp đỡ về mảng tiền bạc. Thứ tư, trong tuần này hãy giữ vững lập trường, không nên tin tưởng vào người khác, không hùng hạp làm ăn, không cho vay mượn. Thứ năm, trong tuần này hạn chế du lịch sông nước, cẩn thận đồng nghiệp hoặc bạn bè tương thân làm mất danh tiếng, gây điều thị phi quan trái, hãy xả vận xui tại đây và chúc cho những tuổi này tuần mới đắc lộc sai tài, làm đâu thắng đó.